Rồi này, chào mấy bác nha. Một em máy mà xài đến 10 năm không bao giờ nào. Nếu như mấy bác xài mà đúng ngon, đúng tính chất, có nghĩa là xài nhớt đúng bài của nó, thì bao mấy bác là xài chẳng bao giờ nó hỏng được đâu. Rồi, ok. Vậy em không nhắc đến nhiều về cái dòng này bởi vì nó là một huyền thoại rồi. Em nổ lên cho mọi người nghe tiếng máy. Gà nhá, gà nhá. Nghe chưa? Rất là tuyệt vời. Một em T170. Chết cả sự tuyệt vời luôn. Rồi, ok, bây giờ mấy bác được ngắm khi nó về luôn. Khi em đang rửa ráy luôn. Một em T170. Đẹp trên cả sự tuyệt vời. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Rồi, bây giờ mọi người coi được thì mọi người chốt bên em. Máy này về xài thì bao phê lắm. Đấy. Bao phê luôn, dòng này xài sướng lắm. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Rồi, anh nào mua được thì ủng hộ nhé. Video này chào mấy bác nha. Hôm nay nhiều bác ủng hộ á, thì hôm nay em có một con Mitsubishi T170, nhìn đã, lắng e, rất là mới, mới keng xe ben luôn, rất là mới, ốc ếch còn 7 màu luôn, vừa rửa nha, thấy nó hồi hộp quá thì em quay lên cho mọi người coi bình xăng này, vừa nãy nó có một cái tem chỗ đây mà bị chóc mất cái tem này, xịt nước, thấy không? Mới ghê không, mới keng xe ben luôn, này. Đã lắm, vừa rửa xong. Thì yên tâm, con này mà em dọn lên thì con này sang trên nha. Con này mà em dọn lên là bao xài rất là phê. Bao rất là phê. Bao phê luôn, đã lắm. Nói chung là rất là mới. Nó vô là nó sẽ như thế đó. Mới len keng, xà beng. Mọi thứ là nguyên bản chế chế Kenhin. Thì chế này thì em cũng chưa thử xem có dọn được hay không. Đó là thú thực là vậy. Thì lát nữa em sẽ cố gắng em dọn lên cho mọi người. Rồi em báo giá để em bán nha. Con này cần kiếp này. Ốc 8, 7 màu hết đó. Đẹp lắm. Thì nếu như em dọn sang trên. Thì nếu như cái chế này. Chế nó dọn được chắc luôn. Bởi vì nó mới quá mà. Nên là sẽ dọn được. Chế Kenhin. Thì em bao dọn cho mọi người, bao dọn nổ máy ngon nha. Thì con này em bán giá vừa phải thôi, 1,8 triệu nha, có bằng chóc sơ sơ. Hàng bãi thì mấy bác phải chấp nhận vậy. Cái bô này, cái nước ram còn chưa hết luôn nè. Cái bô là cái phía trong ấy, cái nước ram nó xài còn chưa hết. Giao dịch này. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Thì anh nào mua được thì ủng hộ Mitsubishi T170 gần như lắng e luôn. Bán 1,8 triệu cho nó nhanh trôi đi. Vậy đi, bao ship không kèm phụ kiện nha. Quay lên như nào bán như vậy. Kèm đúng sợi dây đeo nữa là xong. Rồi ok, em sẽ cố gắng em dọn cho mọi người. Cần đẹp tuyệt vời lắm. Ok, thì anh nào ủng hộ được thì cọc đi. Rồi chiều nay em sẽ nổ máy lên cho nghe. Đấy, còn bác nào mua đua chậm thì đáng chịu. Thỉnh thoảng gặp được con đẹp này bán giá 1,8 triệu. Quá hữu nghị luôn.